Có khối lượng hơn 1 kg, cao 75 cm, ngọn đuốc của Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 đã được rước diễu hành trên đường phố Hà Nội vào sáng 24 tháng 3. Các thành viên thay phiên nhau tháp tùng bao gồm ông Hor Sarun, quốc vụ khanh kiêm đặc phái viên ban tổ chức SEA Games 32, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục Thể dục Thể thao và vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Huyền. Ngọn đuốc có thiết kế được mạ vàng bên ngoài và mô phỏng hình ảnh nụ hoa Rom Don là quốc hoa của Vương quốc Campuchia. Thủ đô Hà Nội là điểm đến đầu tiên của ngọn đuốc này trong hành trình rước diễu hành vòng quanh khu vực Đông Nam Á. Khi mà tham gia cái lễ rước đuốc này, mình cảm thấy rất là tự hào. Khi là mình là một trong những vận động viên được tham gia để đi theo cái truyền thống và rước đuốc của SEA Games cũng như là các thế vận hội khác. Cái lễ rước đuốc này theo mình nghĩ là nó là truyền lửa, truyền gọi là niềm tin cũng như là sự cố gắng đến mọi người, truyền lửa từ SEA Games 32 đến 31 đến SEA Games 32, tiếp thêm niềm tin cho mọi người có thể gọi là phấn đấu, có thể cố gắng hơn để đạt được nhiều huy chương hơn. Nếu như năm sau thì khả năng là nếu mà được thì mình sẽ vẫn tham gia. Lộ trình của đường rước đuốc là 3 km, xuất phát từ Đại sứ quán Vương quốc Campuchia, nằm ở đối diện số 29 phố Quang Trung, qua các tuyến phố Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hàng Trống, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt và kết thúc tại cửa Đại sứ quán Vương quốc Campuchia. Thì hôm nay tôi trông thấy các động viên của chúng ta, vận động viên của chúng ta mặc áo đỏ, hay quá. Vận động viên thể thao áo đỏ lấy ngọn đuốc thì tôi rất là cảm động. Tất nhiên là sảng khoái lắm. Thế thì tôi đến đây thì tôi thấy đông người thì tôi cũng góp phần vào đấy. Góp vào cái chuyện người hâm mộ cổ vũ cho thể thao SEA Games, cổ vũ cho sự đoàn kết Việt Nam Campuchia. Cái ngọn đuốc của chúng ta hôm nay là có ý nghĩa. Buổi lễ rước đuốc được tổ chức bởi Đại sứ Campuchia tại Việt Nam với sự góp mặt của 200 vận động viên tiêu biểu cả nước. Sau khi kết thúc hành trình tại Việt Nam, ngọn đuốc sẽ tiếp tục di chuyển qua 10 quốc gia Đông Nam Á nhằm quảng bá cho SEA Games 32.